lớp mặt này các bạn phải nhẹ thôi ha. Đó, phải nhẹ nhẹ thôi. Đó, mình đặt nó lên và mình bắt đầu là trong cái thời điểm này là mình sửa rễ nó nha. Đó. Rồi, xin chào các bạn, hôm nay là ngày cuối tuần, chia sẻ với các bạn về cây sứa kim tự tháp. Trước mắt mình là một cây kim tự tháp mình đã làm rễ, nhiều lần rồi. Có cây thì mình đã làm rễ đến 3 lần, chẳng hạn như cây này làm rễ 3 lần rồi đó các bạn. Còn cây này thì mình làm rễ lần 2 rồi. Lần thứ hai. Rễ nó không có bự không. Những cái cây nào mà rễ nó không đều á, chẳng hạn như là cây này rễ nó không đều nè, cây này bự quá, rễ này nó nhỏ quá, này nó nhỏ nó không đều, thì khi vô phân á thì mình lưu ý các bạn là các bạn để một lượng phân humic nằm ở phía bên này để nó phát triển ở bên này nhiều hơn một tí, thì nó sẽ kéo để cân đồng giữa các cái rễ, nhưng mà độ tương đối thôi chứ nó không phải là mà kéo như thời gian đòi hỏi rất là dài. Thì mình cái cách để sửa rễ là như vậy đó, thì mình sẽ chọn chậu thì tùy theo cây mà mình chọn. Thì bữa nay thì sẵn đây mình chia sẻ các bạn cái này mình nhổ lên mình làm rễ, mình tỉa những cái rễ cám chung quanh nó không cần thiết á, xong rồi cái này mình hơi cũng cả 10 ngày rồi, lá của nó muốn rụng, lá nó có một số lá nó già nó rụng đi đó, nó rụng đi hết, cái này thì không sao cả, úa vàng không sao hết. Sau khi mình vô phân lại thì lá nó sẽ tươi và nó sẽ đâm chồi ra kia. Tùy theo gốc mà mình chọn chậu ra. Nhiều người gốc lớn thì mình chọn vô lớn, như gốc này thì mình thấy nó có cái giống như cái rễ quạt. Thế là mình chọn cái chậu có cái hình dài tí. Đây là cái phân thì các bạn cũng biết rồi đó. Phân này là phân sơ dừa, cho dừa trấu với phân rơm. Đây, phân rơm. Rơm mục á, ít thôi. Đặc biệt á, để cho cây sứ mà nó phát triển mạnh hơn nữa đó, thì mình có sử dụng 3 loại phân. Một trong 3 loại phân nha, xin lỗi nha, nếu mà nói 3 loại phân thì các bạn tưởng thôi là trộn 3 loại lại. Một là humic đạp cá, thứ hai là phân già, cái phân thứ ba là cái phân hữu cơ vi lượng. Đây, phân viên này nó có cái làm hàm lượng pha lân với lại hữu cơ, tức là rác thải rồi đó, nó xay ra nó dò viên lại thành vậy. Thì mình sẽ sử dụng một trong ba cái loại phân này thôi. Ví dụ bây giờ mình sử dụng cái loại phân này đi, thì mình rải trên lớp mặt này các bạn, phải nhẹ thôi, rải nhẹ thôi. Rồi, mình đặt nó lên và mình bắt đầu là trong cái thời điểm này là mình sửa rễ nó nha. Đó. Thì có nhiều người thì người ta dùng thanh tre, người ta định vị nó, còn mình thì không có dùng, mình tại vì mình để là hơn 10 ngày nay rồi, cái rễ nó mềm rồi, mình chỉ cần kéo rễ nó ra thôi là được rồi. Sau này mình có thể sửa lần 3, lần 4 để cho nó có những cái rễ dài ra nữa thì cái chậu nó sẽ lớn hơn chút nữa. Nếu mình để nó lâu thì cái rễ của nó mềm rồi, rễ nó mềm rồi dễ sửa lắm. Còn nếu mình rễ nào mà nó hơi cứng thì mình lấy cây á, cây á, mình ghim xuống để mình định vị cho nó làm cố định một bên thì nữa bộ rễ nó sẽ đẹp ra. Rễ này đẹp á, rễ này đều lắm nè. Thì đó là cái cách mà vô chậu và đồng thời là bón thân. Thì này mình chia sẻ các bạn thì qua quá trình mình tự thử nghiệm thì mình thấy là cái cây nó phát triển rất là nhanh và bộ rễ nó mập nữa. Thì mình làm cái kiểu như vậy đó, tức là mình bón phân một trong ba lô phân mà nãy mình giới thiệu các bạn, và sau đó mình để một lớp phân và trấu cho dừa vô.
từ từ cái mình nâng gốc lên các bạn. Nên bây giờ mình để lúc cái rễ đi, rồi cái mình tưới nước thời gian cái nó mình hãy cho nó lòi cái rễ lên nha. Rồi bây giờ trong quá trình mới này, mình lắp cho nó kín cái rễ luôn, đó, kín cái rễ luôn. Đó, rồi sau đó mình mới cái từ từ cái phân nó tan ra, cái nó ăn từ từ cái nó thấy nó sẽ ló cái rễ này ra. Đó, còn bây giờ thì mình lắp lên lắp. Nên là lắp cái kính cái rễ. Đây này là mình chơi rễ đế mà, cho nên mình không nên giấu cái đế cho nó đẹp. Nhưng mà trong quá trình mình mới làm thì mình nên lắp cho nó kính cái đế. Bây giờ do cái cây sứ nó là cái để mình làm rễ bàn á, thì nó khiết ở dưới này là khiết, cho nên nó khi vô phân á mình để ở chính giữa cho nó dung dung lên để nó chạm với lại cái đít thân, để không khéo mình làm mặt bằng cái chỗ này trống lỏng, chỗ này trống lỏng thì nó không hay lắm. Nãy mình dùng phân, mình dùng phân này ha, phân này là phân hữu cơ phi lượng. Giờ mình dùng phân gà thử coi, giờ mình dùng phân gà, để phân gà chính giữa, phân gà. Trong quá trình mình để xuống là mình cũng sửa rễ lại nha, đó, mình trải cái rễ ra cho nó đều. Các bạn lưu ý nha, các bạn muốn sửa rễ được á, thì các bạn khi làm rễ các bạn phơi nó, phơi trong mát nha, chứ đừng nói phơi là để ngoài nắng nha. Phơi trong mát, để trong mát khoảng chừng từ 10 ngày trở lên thì cái rễ nó sẽ mềm đi, rễ nó sẽ mềm, nó mềm, nó không bị giòn. Mà nếu mà các bạn làm, mà các bạn vô liền đó ha, thì nó sẽ gãy, cái rễ này nó gãy, nó dập, nó gãy, nó dễ dập dữ lắm. Nếu mà nó còn tươi non á là nó dập thì nó bị úng cái này liền, nó mất rễ này đẹp. Cho nên các bạn phơi là mục đích là như vậy đó, nó rễ nó mềm mình sửa, mình trải nó ra thì thoải mái, không có gì hết đó. Rồi trải tới đâu thì mình vô phân lại tới đó. Rồi lưu ý cái nữa là mình vô là lúc cái rễ nha, ban đầu là lúc cái rễ luôn, sau từ từ mình tưới nước cái nó rớt phân ra, nó lại lòi cái rễ lên, rễ nó bắt đầu nó mập từ từ lên. Rồi cái phần chia sẻ mà vào xứ kim tự tháp của mình đến đây là kết thúc nha. Mình vào chậu khoảng chừng 1-2 tuần, là nếu mà cây mình nó phát triển bình thường thì mình sẽ giao lưu với các bạn. Các bạn nào muốn giao lưu với mình thì các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại mình để phía dưới cái video. Mình xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.